Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với kênh Phụ Tùng Liên Xe Cấp nha. Máy móng dành cho anh em lên xe 67 nha. Rồi cặp phuộc, ai cặp phuộc đó, phuộc zin nha các bạn, dành cho anh em lên xe 67 nha các bạn. Đó. Còn tương đối nha bạn, còn tương đối khá đẹp, nhựa còn đẹp, phuộc inox nhôm còn đẹp. Cái cao su chân này hơi xấu xấu một chút. Đó. Rồi, bột cam bắp chuối dành cam chì dành cho anh em lên xe 67 nè. 67 CD nè. Bột cam này lên xe cúp cũng được nha, cúp với CD xài chung. Cúp CD 67 xài chung nha các bạn. Đó. Đầu cam như hình nha, cam như hình, cam này không phải là xuất sắc mà vừa phải thôi. Giá em cho anh em lên xe. Rồi nắp xăng rất là đẹp nha, nắp xăng 67 rất là đẹp. Còn rất là láng nha các bạn. Đó, xăng này nó được thay cái ron cao su, bởi vì cái ron kia nó bị nát rồi nè, ron zin bị nát rồi. Đây còn cái ron này, mặt trên rất là đẹp nha, rất là hiếm để kiếm được những cái nắp xăng như vậy nha các bạn. Ok, cái lò xo này vẫn còn xài được nha, rất là mạnh. Rồi đồng hồ, đồng hồ 68 bốn số, 67 thì nó 5 số thôi, còn là 68. Cái này đã được thợ mở ra vệ sinh xịt dầu rồi các bạn, bao chai mượt mà cho các bạn nha. Kính rất là đẹp, mặt đẹp, kính đẹp. Xe này các bạn thấy cái kim mà hồ nó quét một đường chạy cũng dữ các bạn, cho nên thợ mở ra chính là cái cây kim nó không có quét lên cái đồng hồ, nó hả ra rồi kiền. Đó, dòng kiền Corona còn đẹp nha. Ấy, đây. Rồi. Bao chạy mượt mà cho anh em nha. Rồi pha đèn. Pha đèn zin. Lên xe 67. Đó, kiền Corona còn đẹp, kính đẹp, chó đẹp. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy món nào lên xe 67 CD thì anh em nhắn tin trong Zalo giúp mình nha, số điện thoại màn hình các bạn nhắn tin trong Zalo giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ miễn trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Liên Xe Cấp CD 67 các bạn. Chào ly gì luôn.